Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai ứng dụng phần mềm trong vận hành quản lý các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được triển khai qua từng bước và được doanh nghiệp đánh giá cao bởi nó mang lại lợi ích kép cho cả doanh nghiệp và nhà quản lý, tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí là kết quả thu được khi áp dụng chuyển đổi số. Công ty trách nhiệm hữu hạn SCD Việt Nam tại khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm chi tiết động cơ, ly hợp cung cấp cho các hãng lớn như Yamaha, Honda, Suzuki là đơn vị luôn chú trọng tới cải tiến công nghệ cả trong sản xuất và vận hành. Do vậy, khi ban quản lý các khu công nghiệp triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, doanh nghiệp đã rất đồng tình và nghiêm túc thực hiện, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng, hiệu quả và duy trì mối liên hệ chặt chẽ. Đối với doanh nghiệp nước ngoài chúng tôi, một trong những rào cản lớn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính là thủ tục hành chính còn phức tạp và rườm rà. Tuy nhiên, tại Vĩnh Phúc và cụ thể là Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã áp dụng những phương pháp cải cách mạnh mẽ, cụ thể là việc triển khai phần mềm quản lý các khu công nghiệp. Phần mềm đã cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng quản lý dữ liệu thuộc các lĩnh vực mà chính quyền quản lý như đầu tư, xây dựng, lao động, việc làm, môi trường, nâng cao tính minh bạch, chính xác, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu như cơ quan nào cũng áp dụng những phương thức tương tự như ban quản lý các khu công nghiệp, có sự đồng bộ, liên thông với nhau, thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí. Những nỗ lực cải cách như vậy khiến doanh nghiệp chúng tôi thêm tin tưởng vào sự hỗ trợ của hệ thống chính quyền tỉnh, yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Những người trực tiếp sử dụng phần mềm tại các doanh nghiệp là người thấy được hiệu quả rõ nét nhất về chuyển đổi số. Phần mềm này mang lại những tiện ích lớn. Cán bộ có thể quản lý đầy đủ và chính xác bằng cơ sở dữ liệu chuẩn, xóa bỏ hình thức quản lý truyền thống bằng phương pháp hồ sơ giấy thủ công. Khi mà thực hiện cái phần mềm này thì cái mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất là cái sự phối hợp giữa bộ phận một cửa của ban quản lý và các doanh nghiệp. Vì thế là trong cái quá trình xây dựng lên cái phần mềm ấy, thì tất cả những cái vấn đề vướng mắc hoặc là những cái vấn đề mà cần phải tham khảo ý kiến của doanh nghiệp thì đều được hai bên trao đổi trước trong cái quá trình xây dựng phần mềm này. Vì vậy, theo như đánh giá của cá nhân tôi thì hiện tại thì cái phần mềm này khá là tốt. Thay vì phải nộp báo cáo hàng quý, hàng tháng, mất công sức và chi phí đi lại, thì nay chỉ cần ngồi một chỗ kèm theo vài thao tác đơn giản, doanh nghiệp có thể giải quyết được công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Các quy trình thủ tục hành chính cũng vì thế mà trở nên đơn giản, nhanh gọn. Sau một thời gian vận hành, công tác quản lý trở nên hiệu quả hơn trên từng khâu hoạt động, thúc đẩy tiến độ xử lý các công việc nhanh chóng, chính xác, phân tích dữ liệu kịp thời, giúp dễ dàng nắm bắt và đánh giá đúng tình hình đã và đang diễn ra tại doanh nghiệp để kịp thời xử lý, lập kế hoạch và hướng phát triển phù hợp.